Hello, xin chào các bạn nha. Thì mình mới vừa nhận tiếp tục một con AB. AB này là AB đời gần mới nha anh em. Thì tiếp tục bây giờ mình sẽ quay cho anh em coi cái tình trạng ban đầu của nó như thế nào. Rồi sau đó mình sẽ dọn gì. Rồi đây chính là con AB mà mình vừa nhận nha anh em. Con này như đời 2011, 2012 trở đi gì á, quên rồi. Đúng không ta? Mới phải không ha? Thì đời này đời đời mới chứ ba đời cũ lắm đó. Thì con này là mình cũng dọn nguyên con sơn si dàn chân dàn áo cái kiểu luôn, mà xe này em thấy không, đội nóc gắn đầy luôn. Thì những cái phần trong đây bảo đảm mình bây giờ tháo ra ở trong là bấy nhầy, không còn gì trống luôn á, tại vì gắn đội nóc ở trong là nó ẩm ướt này kia mà anh em không thể nào vệ sinh được á đó. Đó, ở trong kiểu gì ở trong cũng đi hết à. Đó, đội nóc nữa nè, này là phải tháo mình bỏ hết, thì chủ xe cũng yêu cầu mình tháo bỏ hết luôn. Trá đèn này thì để coi có bán mica ở ngoài không, không thì đánh lại ha, chứ mua nguyên cụm này là hơi chua. Đèn này đèn demi led bi cầu chứ không phải là đèn bình thường đâu ha. Đó bên đây nè, đội nóc nhiều quá, tháo là cũng đuối luôn á. Oppo nè, anh em thấy cái phần người ta cái cản sau kia, vậy cản sau gấp sau ha, giờ hè luôn, cái này chắc phải đánh lại nè. Phần này thì có gãi nè, để mình coi sơ thấy có gãi nè, chắc cũng phải đi hàng lại cho chủ xe hết luôn, đi hàng là hết đàng hoàng luôn. Có khóa khóa bánh nữa chưa, khóa hăng đĩa. Nói chung xe này dọn cũng chua cũng nặng tiền chứ không giỡn đâu á. Chủ xe cái yêu cầu mình lên cái phuộc đồ chơi nữa nè, thì kiếm cái phuộc nó đẹp đẹp gắn vô, với lại coi có cổ inox của cái bô này không, hai cổ inox bô này luôn. Thì lặt vặt mình cũng sẽ làm hết full con này từ A đến Z luôn, chứ biết làm sao bây giờ. Ngoài trời đang mưa mà nói không lớn các bạn không cảm ha. Đây mình sẽ cho các bạn coi tác hại của việc gắn inox này ha. Đây mình tháo ra cho nên coi nè, nè dính ở trong không rửa được nè. Đây sao nước sơn nè, bong tróc lên thôi ha. Đó, dán inox. Mỗi lần mà sình đi mưa hay gì rồi đâu có rửa được ở trong nữa không. Nè, tác hại nè, hư lóc hết nè. Bong sơn nè, đâu có rửa được gì đâu. Hư sạch cái lóc luôn. Đó. Đó, cho anh em thấy ha. Ốc nè, cũng xét xẹt luôn nè. Thật là tình là đừng bao giờ gắn inox nha, mình nói thẳng luôn ha, đừng bao giờ gắn inox, tốn tiền lại tốn tiền thôi, đừng có gắn inox ha, mình nói thẳng vậy luôn á. Nào bán inox thì chửi mình chịu, ba cái đồ inox rồi tùm lum đóng lại hết, đừng bao giờ gắn. Thì tổng quen con AB luôn nè, bây giờ mình cũng sạn rửa luôn ha, mình cho anh em coi ha. À phuộc cũng hư nè, xì dầu nè, cháy ti nè, cháy ti luôn rồi đó. Đây em coi sơ ha, dơ ha, ở trong nữa nè, biết từ mình rửa nổi không, đây chua lè luôn, các nước còn đẹp nè nhưng phải dơ anh em, bụi bám nè, cũng gắn inox nè, cũng gắn inox luôn nè đó, hoài dơ quá dơ luôn. Rồi thôi mình tắt, mình rửa xong rồi mình sẽ quay cho anh em coi như thế nào ha. Xe này mình sẽ tự rửa coi như thế nào. Ok ha. Đây chính là lốc con ngái mà sau khi mình rửa xong nè. Em thấy không? Tác hại của việc gắn inox nè. Còn gì hơn em? Mình rửa xong rồi đó nha. Đó. Em cho anh em thấy ở phía trong ha. Rồi còn con xe nó như thế nào rồi. Rồi. Đó. Sau 2 ngày rửa thì cuối cùng mình cũng đã rửa xong rồi. Bây giờ mình quay sơ sơ cho anh em coi ha. Mình rửa xong, em tự rửa nha anh em. Hỏi chơi ha. Nè đây, từng chi tiết nè. Đó. Đó, dây điện nè. Còn chỗ nào dơ không? Chỗ nào dơ nói mình ha. Bình xăng phía trong nè, đó, những cái bột ngủ nè. Lúc ban đầu với bên như thế nào anh em coi, thấy nói chung là tại vì bây giờ mình gác xe xuống rồi cho nên không có đẩy ra ngoài sáng được. Ngoài sáng em coi còn rõ nữa. Cục máy nè. Đó.
Còn cái phần này nè là cái do có một cái miếng miếng nhựa nằm ở đây, cái lúc mình rửa là mình chưa có tháo được cái boe với cái này ra, tại rửa không được cho vô nước anh em cho nên không tháo được ra. Thì sau này mà khi mình tháo bánh tháo xuống hết rồi thì nó còn mình gỡ thì ra bên trong còn dơ này, thì cái này mình sẽ xử lý sau. Cái này sau khi mình ráp xe vô thì mình sẽ ráp đàng hoàng vô mấy chỗ này trước, rồi đầu mình rửa tiếp phần này. Tại vì giờ rửa thì nó vô núi tùm lum với đã ghét vô đây rồi, lỡ ghét vô đây rồi cho nên lỡ bỏ xe này xuống rồi cho nên không có rửa được nữa. Thì sau khi mình ráp bánh ráp đồ vô hết bộ e xuống mình sẽ rửa phần này tiếp. Nên em đừng thấy nó còn có một cái mũ che từ đây nè, nó che cọng dây điện này nè. Thì đây, để đây. Còn phần máy này ok mình rửa ha. Cục này thì nó sát đây luôn thì bó tay ha. Ủa giống dính cục đá gì à. Lấy mình gỡ ra. Mình tưởng nó cục cục sắt, cục gì giống như cục đá quá. Đó, còn phần còn lại này ok không? Rửa xong ha. Rồi chiếc AB phần 1 chỉ đến đây thôi. À, phần 2 chính là phần review xe. Thì xe này mình không có quay quá trình làm gì hết á. À, mình sẽ sau khi mình làm xong mình sẽ quay review cho anh em coi luôn. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là xem những video tiếp theo về con AB cũng như những xe khác ha. À, chó đèn nè. Đó, nó cũng bị xước nè, cái này cũng bị đánh là luôn nè. Quên rồi. Rồi thôi ba anh em ha, bây giờ mình ăn xong mình đi làm đồ, mình đi bỏ ốc rồi, ốc FDC xe cho xong ha. Ok.